đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mặt ngát tình người. Thương quê hương điều linh đoà đầy, nhiều không gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ lòng tâm khó phải cầu thề. Trời biển thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Dù đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi. Chúng tôi xin kính chào quý thính giả Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, ngày 31 tháng 8 năm 2013, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu đến quý vị, quý khán giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh. Chào Ngọc Minh, xin mến thưa anh. Dạ vâng, xin chào. Anh khỏe không anh ạ? Dạ vâng, cảm ơn, rất là khỏe. Anh vừa mới nói là cuối tháng 8 anh ạ? Tuần lễ cuối tháng 8 thứ bảy, cuối tháng 8 thì anh Hoa Kỳ đang giữa mùa hè anh ạ. Texas là nơi anh và tôi ở cũng đang giữa mùa hè. Chắc chắn rằng ai cũng đang chờ đến mùa anh ạ. Tuần trước có những tiểu bang gần chúng ta mưa như thác đổ, ngập lụt. Texas nơi anh và tôi ở cũng vẫn nóng như lửa anh ạ. Thiêu đốt hết tất cả những ngọn cỏ, những ngọn cỏ xanh cuối cùng ở trong vườn đằng sau nhà tôi anh. Cuộc đời muôn vẻ phải không anh? Nhìn một nơi có thể chúng ta vui cười, qua qua nơi khác chúng ta có thể ngậm ngùi thương tâm thưa anh. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình của buổi nói chuyện cuối tháng 8 ngày hôm nay, chúng tôi xin phép anh chị gửi lời chào đến toàn thể các thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SVTN Dallas Texas, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, quý khán thính giả của diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh Cali, các diễn đàn bạn đang truyền âm chương trình đi toàn cầu, và nhất là đối với những người bạn thân mến của tôi trong Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi chương trình này. Thưa anh, ngày cuối cùng của tháng 8, mùa thu tháng 8, mùa thu cách mạng nhỉ. Cái cổng số 8 nhiều khi tôi nghĩ tôi không muốn thời gian qua đi, nhưng mà nếu thời gian tháng 8 qua đi được thì nó làm tôi thấy nhẹ người hơn. Nhớ đến 68 năm về trước, mùa thu cách mạng hay thủ mua máng cạnh. Đối với tôi cho đến ngày hôm nay 68 năm nó vẫn là thủ mua máng cạnh cả. Nhưng mà đối với những người ở trong nước có thể lúc anh chưa sinh ra, nhưng ngày hôm nay cũng đang có cái mùa thu cách mạng đang thủ mua máng cạnh bên cạnh. Từ bên này xứ Hoa Kỳ, tiểu bang Texas, chúng tôi xin gửi lời về phía bên kia biển, gửi lời chào đến Trung tá Công an Nguyễn Văn Tuấn. Dạ. Thưa Trung tá Nguyễn Văn Tuấn, anh nghe được tôi ạ? Vâng ạ. Thưa Trung tá, bây giờ Trung tá đang ở đâu thưa Trung tá? Dạ thưa, em đang ở nhà em 128 Lê Hồng Phong, Vũng Tàu ạ. Ồ, anh ở Vũng Tàu, Trung tá Vũng Tàu. Ngày dạ, xưa mà tôi, lúc mà tôi còn dọc ngang mây trời, mỗi buổi sáng nhắc mình lên khoảng 15 phút chim bay là tôi đã thấy biển rồi thưa chúng ta. Vũng Tàu không biết thời tiết thế nào, Vũng Tàu thời tiết thế nào thưa chúng ta Nguyễn Văn Tuấn ạ? Dạ thưa bác, là Vũng Tàu hiện nay là trời nó nắng cháo, mấy ngày này hai ba ngày này không mưa. À thế à? Vâng ạ. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay, tôi xin phép để mời chúng ta giới thiệu một đôi dòng chúng ta công an Nguyễn Văn Tuấn là ai được không? Dạ được ạ, vâng ạ, xin cảm ơn ạ, dạ vâng ạ, sẵn sàng ạ, dạ vâng ạ. Xin chúng ta nói một đôi dòng, vâng ạ, xin nói một đôi dòng về tiểu sử của chúng ta. Dạ,
Dạ thưa các bác, tôi thì thoát ly công tác từ năm 71, đi chiến trường, chiến đấu ở chiến trường Kỳ Thiên. Tôi chiến đấu ở thành cổ Quảng Trị đó. Và thì tôi chiến đấu đến năm 75 giải phóng thì tôi lại tiếp tục đi Lào. Đi Lào tôi làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào. Lúc đó tôi làm trung đội trưởng ở trung đoàn, tôi ở cái sư 336 làm nhiệm vụ quốc tế. Thì khi làm quốc tế Lào xong thì tôi bị sốt rét dữ quá, tôi về nước. Tôi về nước xong rồi tôi đi học sĩ quan. Tôi đi học sĩ quan xong là tôi học sĩ quan xong thì ở lại cục an ninh, làm cục an ninh quân đội cử đi học cái lớp nghiệp vụ an ninh quân đội. Thế thì tôi về tôi làm cục an ninh quân đội được hơn một năm thì tôi chuyển vào Vũng Tàu tôi làm dầu khí. Tôi làm dầu khí xong thì tôi lại đi học đại học an ninh, thì lúc đó nó xảy ra cái chuyên án chống đảng H383, thành ra tôi được chương trực để tham gia chuyên án chống đảng. Thế thì tôi tham gia xong thì bắt đầu là tôi bỏ cái trường đại học an ninh, tôi quay về tôi 38. Thế nên tôi chuyển ra công an tỉnh, thì tôi làm đội trưởng đội chống gián điệp. Đấy, xong đó thì tôi làm đến năm 84 thì tôi được bạt phó phòng chống gián điệp. Đấy, phó phòng chống gián điệp xong rồi tôi được đề bạt, xong rồi tôi cuối 90, đầu 90 thì tôi sang làm thư ký giúp việc cho đồng chí Đặng Công Hậu, giám đốc công an làm phó chủ tịch. Quá cái thời gian đó thì sau đó tôi quay về, không 2 năm sau tôi làm thì tỉnh sáp nhập, thì tôi quay về tôi làm trưởng phòng, phó phòng an ninh kinh tế. Thế sau đó thì chuyển tôi đang làm phó phòng tình báo, nhưng mà biệt phái làm phó đốc cái công ty tư vấn đầu tư nước ngoài, thành ra quan hệ với các nước cũng nhiều, Mỹ rồi Việt, rồi lúc đó Việt nó chưa tan, Đức rồi các nước mới đầu tư, nhất là các cái nước sinh Đông Nam Á, Singapore, Malaysia. Thế thì lúc đó cũng có ngoại ngữ nó khá tí, nhưng mà sau này không nói, thành ra bây giờ nó cũng chưa hỏng mất rồi. Nhưng lúc đó cảm thấy nó chính ngoại ngữ kém quá, thành ra cuối cùng phải quay không làm nữa, quay về công an. Quay về công an thì 97 thì chuyển ra ủy ban. Chuyển ủy ban thì tôi làm trưởng phòng tiếp dân, giúp việc cho ủy ban tỉnh. Đấy thì tình cuộc đời của tôi nó là như thế. Cảm ơn chúng ta Tuấn nhiều lắm. Chúng ta tiếp ngày 23 tháng 6 năm 1952 tại Yên Trung, Ý Yên, Nam Định. Dạ vâng. Ý Yên nó có gần huyện Xuân Trường không, thưa chúng ta Tuấn? Dạ, thưa quê em ở Ý Yên thì nó ở gần Nghĩa Hưng. Vợ em thì quê Nghĩa Hưng. À. Vợ em thì quê Nghĩa Hưng, tức là bên huyện em sang quê vợ em thì cách có cái con đò, bến đò Đông Cao thôi. Ồ thế à? Thì chỉ qua sông là đến thôi. Dạ. À, thế thì Ý Yên nó có gần Xuân Trường không? Nó có gần Xuân Trường không? Dạ không, Xuân Trường thì nó ở dưới cái khu vực ở dưới gần biển cơ. À. Còn nhà em thì ở cái vùng sát Ninh Bình á. Yeah. Bây giờ nếu mà ấy thì là rất sát vào cái khu vực sang Bái Đính á. Dạ. Chúng ta đấy, tôi mới chứ không phải là Xuân Trường. À. Dạ. Tôi mới nhận ra một điều, tối hôm qua tôi ngồi tôi đọc những cái bài của ông, nhận ra một điều. Dạ. Tôi với ông cùng quê Nam Định không ạ? Tôi với ông cùng quê Nam Định. À, thế bác quê Nam Định. À, thế ạ. Vâng. Tôi đang hỏi thêm trên là tôi đi bộ tôi sang thăm ông được không? À, chuyện tình hai người đẹp lắm, đi qua bến đò bên kia mà rồi cưới nhau. À, chúng ta với bà cưới nhau được bao nhiêu năm rồi? Dạ, thưa hai vợ chồng em xây dựng từ năm 92 thì 93 thì em sinh thằng cháu lớn. Dạ. Vâng. À, thế thì bác là thằng cháu lớn. Dạ. Thằng cháu lớn thì nó học ở Anh Quốc. Nó học cái trường của anh, bây giờ nó học nó đạt lại giỏi, bây giờ nó về nó làm cho dầu khí PP á. À. Còn cháu thứ hai là cùng học ở Singapore, nhưng học ở trường của anh thì bây giờ làm cho Đan Mạch. Dạ. Yeah. Vâng. Là chúng ta em có hai cháu. Vâng, dạ. Có được hai con. Chúng ta hai cháu đang trưởng thành. Dạ. Vâng. À, chúng em ta có cháu nội rồi, em có đứa cháu nội. Dạ vâng. Ủa có đứa à? Cháu nội được một tuổi kìa. Dạ hay vâng. Quá. Dạ. Hay quá. Cũng 60 rồi gì bác. Dạ okay. Vâng. Bây giờ thế này. Dạ. Tôi chúng ta chào nhau rất là vui vẻ để cho nó có tâm tình thân mến là người cùng một quê nhá. Tôi cảm ơn chúng ta đã gọi tôi là bác là vì cái đó là sự cảm mến của chúng ta đối với cá nhân tôi. Không phải ai cái chữ đó cũng chỉ phải dành cho một người. Bác là tất cả những người thân mến. Không phải ai cũng đòi làm cha già dân tộc. Không có cái chuyện đó. Bây giờ thế này, tôi sẽ bỏ cái chữ chúng ta Nguyễn Văn Tuấn đi mà tôi gọi chúng ta là anh Tuấn nhá. Và anh Tuấn.
anh bỏ cái chữ bác Minh đi. Tôi cảm ơn anh Lâm. Chứng tỏ là tôi cũng là bác vậy, chứ không phải là chỉ có một người đòi làm bác. Chúng ta gọi tôi là anh Minh đi, anh Minh cho nó vui. Rồi. Thôi em được rồi, em bác cho phép thì em gọi anh là anh Minh chứ không gọi bác chứ. Vì em gọi bác bác tiến sĩ Giang là tiến sĩ bác Giang thì em gọi là bác Giang, thành ra gọi bác là bác Minh, thành ra thôi em xin phép gọi bằng anh, bác cho phép em gọi bằng anh. Thế là cùng quê Nam Định. Dạ vâng, anh tối nay cứ muốn gọi ai là bác cũng được. Anh quý mến tôi như vậy là tôi cảm ơn lắm rồi. Em thấy bác với bác Giang là bạn, thành ra em gọi hai bác bằng bác. Không sao. Bây giờ thế này, tôi cảm ơn lắm, chúng ta cùng quê với nhau dễ nói chuyện lắm anh Tuấn. Tôi muốn hỏi anh như thế này, trong cuộc đời của anh nói nhiều cái nghe nó có vẻ khủng khiếp lắm, đi làm nghĩa vụ thế giới. Nhưng mà giờ thôi, bây giờ cái nằm là nghĩa vụ người dân Việt Nam trước đi. Anh ở chiến trường Trị Thiên đó, có cái trận đánh nào, anh còn nhớ có trận đánh nào hay nhất anh Tuấn à? Dạ, cái trận đánh hay nhất thì nói thật với bác, cái lúc đó là cái trận cuối cùng mà em bị thương 18 tháng 10 năm 74 á. Là cái trận đó là em đánh cuối cùng, là em đi xong bắt đầu là lúc đó là có bốn người đi thọc sâu. Thế xong là bốn người đi thọc sâu thì lúc đó là anh Khát thì bị thương, còn anh Giảng thì chết. Còn em anh Đông quê Nghi Xuân á, thì hai anh em sống. Thì mới đưa cái xác chết của anh Giảng sang đi cái sông chôn, xong rồi đưa anh Khát về hỗ bình thương. Xong cái trận đó là trận đó là mình thua, mình phải chạy. Thì cái trận đó là trận cuối cùng em đánh, cho nên là cũng, nó cũng không phải là kỷ niệm đẹp. Thế nhưng mà dù sao thì nó cũng là cái kỷ niệm cuộc đời, mà cuối cùng những cái trận đó là trận cuối cùng. Sau đó thì vì em viết chữ rất đẹp, thành ra ban chỉ huy mới đưa em lên làm thư ký cho, bắt đầu em mới thoát chết đấy. Tôi nói anh nghe... Kỷ niệm đó là kỷ niệm, dạ. Thực ra nếu mà nói về chiến tranh thì không có cái kỷ niệm nào đẹp đâu anh. Đẹp chỉ có cái tình đồng đội... tình bộ đội của anh đẹp, nó chỉ có cái tình chiến sĩ chúng tôi trong bên này, là vì chiến tranh mà Nam Kỳ khởi nghĩa thiêu công lý, đồng khởi vùng lên mất tự do, đồng khởi vùng mất tự do. Rồi cái ngày mà anh đi làm nghĩa vụ quốc tế, làm nghĩa vụ quốc tế là làm việc gì thưa anh Tuấn à? Dạ thưa, lúc đó bác Minh hỏi thì em xin phép trả lời thế này, cái lúc đó em đi làm nghĩa vụ quốc tế là đến lúc đó, thực ra là lúc đó 75-76 là Phỉ nó vẫn còn. Thì lúc đó em với góc độ là trung đội trưởng, em dẫn một cái trung đội Thủy, trung đội của quân đội 45 người lính để sang để tiếu Phỉ. Sang tiếu Phỉ ở trong chỗ Nậm Thơn á, chỗ gọi là cái Khăm Muộn, cái tỉnh Khăm Muộn là cái tỉnh vàng đẻ, là cái tỉnh giàu nhất của Lào á. Thì em dẫn cái trung đội sang đó, em dẫn trung đội sang đó thì làm đâu được có một thời gian, cũng có đâu gần năm ấy, thì bắt đầu em sốt rét dữ quá. Thế thì em phải về nước, chứ không về nước có em chết ở bên đó mất. Thế là em về nước thì cũng tiễu Phỉ, thì chưa tiễu được gì cả, nhưng mà nó vào nó cũng phá, giữa đêm nó vào nó cũng giết mấy đồng đội mình, thành ra cái tinh thần lúc đó nó cũng rất căng thẳng ở bên Lào. Còn bên kia thì Campuchia, thì Bôn Bốt lúc đó bắt đầu cũng ấy rồi, thành ra lúc đó em được về nước, em đi học. Cảm ơn chung anh Nguyễn Văn Tuấn đã cho chúng tôi biết một phần nào rất là, như đối với cá nhân tôi rất là quý mến với anh, một phần nào trong cái quá khứ lúc anh còn trẻ. Bây giờ chúng ta đi vào những ngày gần sau này hơn một chút, khi anh đã trưởng thành rồi. Trưởng thành có nghĩa là anh có đầy đủ trí óc, anh có đầy đủ suy nghĩ, anh có đầy đủ để gia nhập đảng với bốn tiêu chuẩn của một đảng viên phải có, đó là kiên quyết suốt đời phấn đấu cho chủ nghĩa cộng sản, bồi dưỡng tư tưởng vô sản, sửa chữa tư tưởng sai lầm, đặt quyền lợi đảng lên trên hết, quyền lợi cá nhân phải hy sinh phục vụ, phục tùng quyền lợi của đảng, tuyệt đối chấp hành nghị quyết của đảng. Tất cả những cái điều tôi vừa mới đọc với anh là một đảng viên đảng cộng sản, tôi chẳng thấy có cái chỗ nào mà anh phục vụ cho tổ quốc cả, tôi chẳng thấy có chỗ nào anh phục vụ cho nhân dân cả. Thế thì là thế nào thưa anh Nguyễn Văn Tuấn à? Dạ, cái cuộc chiến đấu vừa qua đấy thì nói chung là cả cái dân tộc Việt Nam ai cũng lên đường cả. Một mình em thì không thể đứng ra ngoài cái dòng của thời cuộc được. Thế còn em cũng đã đọc rất nhiều cái tác phẩm nói về chiến tranh, Nỗi Buồn của Bảo Minh chẳng hạn ấy, em đọc rất là nhiều. Em cũng là cái dân mê văn học. Em thì lại có một cái sở trường của em là sở trường thơ tình, chứ em lại không đi theo cái thơ cách mạng, cũng đi theo cái dòng khác cách mạng, mà em có cái tâm hồn em, là cái tâm hồn em có khoảng 600 bài thơ tình. Ủa thế à? Chứ em lại không đi theo cái dòng khác cách mạng. Thành ra cái con người em nó hơi lãng mạn chút, chứ nó không 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 nhất thiết là
là nhận thức được là em không quan tâm nhiều. Lúc đó là nếu mà không đi bộ đội mà đấy thì chỉ có nằm trong gần giường chứ không có thời gian khỏi nhà được. Chứ còn bảo ai cũng xung phong cả nhưng mà họ vẫn nói thì khó lắm, là vì lúc là không đi không được, không đi thì nó làm nhục, không thể tránh được. Thế thì cái cuộc cách mạng đó thì bây giờ cũng có nhiều quan điểm. Thế nhưng mà em có đọc mỗi lần Bảo Ninh thì lúc đầu nhiều người cũng rất là hùng hồn, hùng hổ lên nói là Bảo Ninh thế này thế khác. Nhưng mà khi Pháp tặng ngũ đảng bộ tinh rồi thì bắt đầu bây giờ lại cho tái bản lại. Tức là cái nhận thức của những con người trong cái xã hội Việt Nam ấy thì dù họ có là lãnh đạo nhưng mà họ nhận thức của họ, nếu họ nhận thức tốt thì không có nhân văn sai phẩm. Mà bây giờ lại quay lại lại tặng những bác nhà văn, nhà báo, Thằng Cầm rồi Phan Khôi, Trần Dần lại tặng huân chương Hồ Chí Minh, cái giải thưởng Hồ Chí Minh. Họ nhận thức lúc đó là nó rất là kém cỏi. Thành ra nói về cách mạng ấy thì nhận thức mỗi một giai đoạn nó có một cái khác nhau. Thành ra em cũng không đi sâu vào lĩnh vực đó lắm, mà em đi sâu lĩnh vực thơ tình thôi, đó là nói về con người, về tình yêu thôi. Cho nên em cũng có, cho nên cái cuộc sống của em nó không gắn bó cái gì mà nhất là phải giơ tay thề trước đảng, rồi bây giờ là phải phấn đấu đến hơi thở cuối cùng, em lại không có cái tư tưởng đó. Em thấy cái gì đúng thì em theo, còn cái gì không đúng thì em đứng ra ngoài cuộc, chứ còn em không có cái tư tưởng gọi là chạy theo thời thế, bác ạ. tôi vui lắm khi anh Nguyễn Văn Tuấn nói là một nhà thơ, tôi thích lắm, là vì tôi nhiều khi tôi được hưởng thơm cái tiếng lây của người Nam Định. Trong cái thơ tình của anh Nguyễn Văn Tuấn ấy, có một hai câu nào nói về tình yêu Tổ quốc không? Anh đọc cho tôi một hai câu về tình yêu Tổ quốc trong một trong 600 bài thơ của anh đi anh. Có câu nào không anh? Dạ không ạ, em không có em không có bài thơ mà yêu Tổ quốc hết ạ. Em chỉ yêu, tình yêu của em là tình yêu đôi lứa thôi ạ. Yêu thiên nhiên, yêu hoa cảnh. Em không có cái tình yêu nào yêu Tổ quốc mới là yêu đảng, yêu chế độ cả. Em không có cái đó. Là vì em không đủ sức. Em không phải là em hiểu khác đi, mà em không đủ sức để làm những cái chuyện vĩ đại đó. Em chỉ làm cái gì đó nó mang tính con người, nó mang tính thời đời sống thường nhật hàng ngày, chứ em không làm cái gì vĩ đại về cái Tổ quốc. Thế thì bây giờ em tôi đổi lại vâng. Anh đọc cho tôi một câu thơ về tình yêu đi qua đò để cưới chị đi, xây dựng vâng. Từ năm 1992 có một cái câu nó như thế này Trên đường đời đã có lần ta vấp đá, cảm ơn đời có đá để vấp chân. Đấy là những cái câu thơ mà hai nữa là em rất thích mấy câu thơ của Phạm Tiến Duật. Hoa mất đắng quên lòng mình đang đắng, chỗ hoa vàng dọc suối để ong bay. Đấy là của Nguyễn Phạm Tiến Duật, một cái câu thơ của Đỗ Trung Lai là mỗi người 6 lít báu, mỗi người 6 lít máu, biển thì rộng vô cùng, mỗi người 6 lít máu, biển xanh gì như không. Đấy là những cái câu thơ mà nó làm cho con người ta phải suy nghĩ về thời cuộc, về cuộc sống, về cuộc chiến tranh. Rồi vì đương đại, ví dụ như câu thơ là hoa mất đắng quên lòng mình đang đắng, chỗ hoa vàng dọc suối để ong bay. Thì cái câu thơ thì em rất tâm đắc câu thơ của anh Phạm Tiến Duật. Thì em không có thơ yêu Tổ quốc, chỉ có mỗi mấy câu thơ vừa rồi em mới làm á. Ta mặc hồn ta thay kệ cho đời, hay ta sợ đời nhiều gành nắm thác, tìm chưa đi trường, tìm chưa được đi thì đã đi tù. Có những lúc trong tù lòng ta y như đá, trên mộ đồng đội ta đá gì máu từng ngày. Đấy là mấy câu thơ làm trong tù mà khi em khóc, em thấy nghĩ lại đồng đội nó chết mà nó không nhắm được mắt, mà mình phải vuốt mắt nó, mình chôn nó khi phim nó đang đọc. Mà em thấy cái cảnh xã hội bây giờ thì em đau khổ quá, em phải làm mấy câu thơ đó đấy bác ạ. Là một trung tá công an, anh Tuấn đã ở trong ngành công an bao nhiêu năm thưa anh? Dạ thưa bác, em ở từ năm 22, 30 tháng 10 năm 82, em ở cho đến năm 97 thì em chuyển qua làm trưởng phòng thứ dân. Tháng 3 năm 97 thì em trưởng phòng thứ dân, tức khoảng 15 năm trong ngành. Dạ. Chắc là công an từ một người từ sĩ quan mới ra trường cho đến lúc anh Nguyễn Văn Tuấn là trung tá công an, anh biết cái câu là bảo vệ đảng, còn đảng còn mình phải không thưa anh Tuấn à? Vâng. Thì trong cái chế độ này thì người ta gọi công an là công cụ. Mà đã là công cụ á, thì chỉ biết quên mình như thần xét thôi. Tao vô mày đánh, nhưng mà cứ đánh mày không có quyền quay lại, mày nói ngược lại tao. Mà em thì không làm được chuyện đó. Em không thể làm công cụ được. Mà em phải làm cái gì đó biết nói, vì em là con người. Thì em không thể làm công cụ được, thành ra em phải ra khỏi ngành, em ra tới 2-3 lần đấy. Dạ.
cái lúc mà Trung tá Nguyễn Văn Tuấn trong trong ngành công an ấy, có cái kỷ niệm nào vui nhất, cái kỷ niệm nào buồn nhất thưa anh Tuấn? Dạ, những cái kỷ niệm vui á thì là vui thì chả thấy vui, nhưng mà có cái buồn. Cái buồn, ví dụ như cái buồn nó rất đơn giản thôi. Lúc đó họ cứ bắt là Nguyễn Văn Tuấn phải đi bắt thật nhiều vượt biên, vì vượt biên là phản động. Nhưng mà Nguyễn Văn Tuấn không bắt. Đấy, nếu mà cái vụ nào cho thoát được thì Nguyễn Văn Tuấn cứ cho thoát. Thế thì lúc đó Nguyễn Tuấn trở lại có tội. Thế nhưng đến bây giờ nghĩ lại thì Nguyễn Văn Tuấn lại là phúc công. Nếu không có Nguyễn Văn Tuấn thì vừa qua thì cũng là một thành phần đóng góp thì không phải có 9 tỷ đô la năm 2012 Hoa Kiều Hối gửi về Việt Nam. Cho nên thời thế lịch sử. Thế thì khi mà em có chuyển về, em có từ ủy ban đến chuyển về công an á, thì ông giám đốc công an có nói là năm 91 á, thì em có nói là Tuấn ơi, cháu về cháu viết lại cái cháu viết cái phòng bảo vệ anh chị mà cháu làm phó phòng á là Phong Anh Hùng. Thế cháu bảo thôi chú ơi, bây giờ viết thì dở lắm. Dở là vì trước đây các chú bảo cháu phá chùa thì cháu đi phá chùa. Thế sau này bây giờ đổi mới rồi thì cho lại xây dựng chùa thì cháu lại đi trả chùa cho người ta rồi lại xây lại chùa. Thế cái đồng tiền thì nó tốn rất nhiều của nhân dân, nhưng mà cái ý tưởng lúc đó thì là nó như thế, và bây giờ thì như thế thì là người công an chỉ biết làm thôi. Cái thứ hai đó là các chú bảo cho bắt thật nhiều vượt biên là phản động. Thế bây giờ lại giải thảm đỏ đón đón người nước ngoài đi và người Việt Kiều đi về, thì bây giờ mình viết cái thời đại bây giờ mà viết lại cái chuyện cách đây 30 năm trước thì khó viết lắm. Và viết nó thành thằng dở hơi, thằng trò hề. Thế nên thôi đừng có phong bằng bảo vệ anh chị là anh hùng nữa. Chứ anh hùng và cái thằng khùng với cái thằng còn số 8 thì cách nhau cái sợi tóc thôi. Chú ơi, sao cháu thì tôi lịch sử cái gì nó đã qua đi thì cho nó qua đi. Đấy là những gì nó buồn đấy bác. Có một cái chữ mà ông cụ thân sinh ra anh Tuấn ấy, năm nay hình như là cụ cụ 80 mấy tuổi rồi. Dạ, bố em năm nay là 84. À. Nếu tính tuổi mụ là bố em 84 ạ. Ông có cái câu, ông có một cái chữ ông viết là tôi thích lắm, anh Tuấn à? Dạ. Tôi tự viết đấy, chứ không phải em viết đâu, hả? À, không, tôi đọc thì tôi biết văn là người, tôi biết đó là... Vâng, bố em viết, dạ. Của một ông cụ. Bố em sinh năm 1932. Dạ. À, 30. Còn mẹ em thì sinh, bố em là Canh Ngọ, còn mẹ em là Nhâm Thân. Bác viết quê Nam Định, bác viết mẹ, bố em là cái kiểu cái tư duy của Nguyễn Khuyến từ xưa quê mình quê Nam Định đó bác. Dạ. Ông là một nhà giáo mà làm giáo dục mà bố em là nhà giáo thì từ bố học từ Pháp. Dạ vâng. Tôi thương mấy người làm nghề giáo lắm mà. Thưa, vâng. Tôi có cái duyên với những người, tôi nhớ ơn ngày xưa tôi học, không thầy đố mày làm lên những cái điều gì tôi làm được. Vâng. Tôi nói được ngày hôm nay. Tôi cười với anh được ngày hôm nay, đó là cũng là những người thầy đã dạy cho tôi mà không bao giờ quên ơn đó anh ạ. Bố anh có một cái chữ, hai cái chữ tôi thích nhất là bố anh hưu trí chứ không phải người mất trí. Hay thế. À, thế ạ. Hay thế là cũng... Thì thường thường ở đây nó cứ hay gọi các cụ hưu trí là mất trí, thành các cụ cũng nói cái câu đó. Trong một cái lá thơ đi. Dạ. Vì mình đâu có phải đơn từ với ai. Những người những người làm việc nhà nước, những vị làm việc nhà nước là người đầy tớ của đồng bào, của nhân dân. Dạ, vâng ạ. Dạ. Có một cái câu mà tôi rất là tâm đắc với ông cụ của anh, ông viết là dân đóng thuế nuôi các đồng chí đây, đừng bao che. Vâng. Bảo kê cho tham nhũng sẽ có tội với dân tộc đấy. Vâng. Họ tham nhũng từ giỏi, từ trong xương ra mà, thưa Trung tá Nguyễn Văn Tuấn. Làm sao bỏ như thế này? Bây giờ tôi đi ngược lại cái công việc của Trung tá tại Vũng Tàu ấy. Cái hoàn cảnh nào, cái sự việc nào nó đưa Trung tá trở thành người, tôi xin phép đóng ngoặc kép với chữ mà người ta gọi là phản đảng. Vâng. Cái hoàn cảnh nào nó đưa ông ta, đẩy ông đến cái hoàn cảnh đó, thưa anh Nguyễn Văn Tuấn? Dạ. Dạ, em nói thật với bác năm 97 về trước, năm 2007 về trước, em thấy họ làm rất là sai, em khuyên họ, họ không sửa. Họ dùng quyền lực họ ép em. Em nói họ là không ép tôi được đâu. Đấy, tôi đã đọc cái... tôi học, tôi rất hiểu. Tôi rất hiểu và rất thán phục cái tư duy của ông... Của ông Tổng thống Mỹ William Lincoln. Đấy. Và em đã đúc, em đã viết thành một cái... Em đã in thành chữ rất đẹp, đang đứng trước mặt em này này.
Đấy, thì có rất nhiều cái câu mà em cho là một người kinh khủng. Xin tạo cho cháu có một sức mạnh để không chạy theo đám đông tất khi tất cả mọi người chỉ biết chạy theo thời thế. Xin dạy cho cháu biết lắng nghe tất cả mọi người, nhưng cũng xin dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc những gì, trải qua một tấm lưới chân lý để cháu đón nhận những gì tốt đẹp. Xin dạy cho cháu hãy biết mỉm cười khi buồn bã. Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình. Xin dạy cho cháu hãy ngoảnh mặt làm ngơ trước một đám đông, và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng. Những hành động của em một vài em làm mà em học tập hoàn toàn cái tư duy của Tổng thống Lincoln, Tổng thống thứ 16 của Mỹ đấy ạ. Mà bác Hồ rất là trân trọng cái này. Và cái bài này đã được đưa vào cái đề thi tốt nghiệp thi đại học năm 2009 ấy, của Việt Nam đấy ạ. Một người rất là vĩ đại mà Hồ Chí Minh đã phải khâm phục Tổng thống Lincoln mà. Cho nên cái bài của Lincoln dạy á, cái bức thư của Lincoln gửi cho thầy giáo nơi trường Hoan Hóa Học ấy, em đã in thành một cái tấm rất là đẹp, em treo ở giữa nhà để các con cháu nội em bao giờ phải học theo cái tư duy đó. Đấy, em trả lời vắn tắt bằng cái kiểu đó bác ạ. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm anh, có rất nhiều vĩ nhân, nhưng mà chúng ta không lấy một vĩ nhân để so sánh với một người thường à. Anh Nguyễn Anh Tuấn à? Vâng, ông Lincoln dạ. Là một vĩ nhân của nước Hoa Kỳ. Vâng, cũng như là không dám so sánh này. Không chỉ so sánh học thôi ạ, chỉ được dạ. Học. Vâng, chỉ nói theo ạ. Những người mà anh có nhắc đến ý, là chỉ học theo và học đòi thôi thưa anh. Vâng, vâng, dạ vâng. Những cái bài của anh vừa mới nhắc đến ý, đó là cái bài viết của ông Lincoln ông gửi cho nhà trường về những người con của ông đi học. Và vâng. Một phần nào anh cũng đã học được cái bãi viết của ông Lincoln, và một phần nào anh cứ vẫn giữ vâng. Như anh nói cho con cháu anh học. Bây giờ tôi vẫn hỏi lại cái vấn đề sinh hoạt của anh trước khi mà người ta bắt anh đi tù ấy. Cái vụ việc nào nó xảy ra nó ngập đến mũi người ta, có phải là sau khi anh viết 19 lần đơn tố cáo tham nhũng và người ta không chịu anh được nữa, người ta phải bắt anh đi tù hay không? Dạ hoàn toàn không phải như vậy. Khi họ viết thì họ em viết 19 lần đơn. Nếu tính ra thì hôm họ bắt em họ thu đã 300 ký rồi, 3 tạ hồ sơ rồi. Còn trước đó họ em gửi đi thì mỗi một lần em đi Sài Gòn em đi em mang ô tô thì em gửi rồi mỗi lần 3 bao tải. Tức là cái sức chịu đựng của con người nó kinh khủng lắm. Em đã tốn khoảng 700 triệu để em viết trong vòng 3 năm. Toàn mua giấy mới để in ra thôi thì nó khoảng độ mất 700 triệu và nó mỗi lần em đi Sài Gòn em bỏ nhà thờ Đức Bà, nhà biểu điện thờ Đức Bà là khoảng 700, khoảng 3 bao tải. Mà cứ mỗi lần đại hội đảng, mỗi lần họp quốc hội em bỏ như vậy. Nhưng mà không ai trả lời em lấy một câu nào cả. Cuối cùng em phải tìm ra cái phương pháp là chửi, tức là dùng võ mồm để chửi để họ bắt đầu họ bắt. Chứ không phải là họ bắt, họ không, họ thua hay họ ấy mà bắt, mà em nhử họ để họ bắt em. Để biến thành vụ án chính trị thì bây giờ mới tung lên thế giới được. Thì bây giờ mới tung ra, mới tung lên trên mạng được. May có anh Bồng là bạn anh tung lên được. Thì bây giờ mới thế giới rồi nhân dân mới biết được. Thì cái cuộc chiến chống tham nhũng của em thì mới thể đi đến, có thể đi đến cái kết cục nào đó. Thì còn nếu như trước đây thì chỉ là họ bỏ sang rác hết à. Cho nên là cái cuộc đời này á, đến bây giờ em rất tự hào là em đã làm được cái việc này cho dân tộc. Đấy, có thể em chỉ là một cái con chim trình diện để báo cho người nông dân sáng dậy đi cày sớm thôi. Chứ em không phải là cái gì ghê gớm lắm. Hoặc em chỉ là một nén nhang thắp trên lớp mồ đồng đội đã chết ở Trường Sơn. Hiện nay là bao nhiêu người bà mẹ, bà chị vẫn còn đang khổ sở mà bây giờ chúng nó ăn cắp kiểu đó. Thế còn bây giờ thực tế mà khi đã bắt em rồi thì nó xa vào cái nguy cơ, nguy hiểm cho họ. Là em không nói là tất cả cái Đảng Cộng sản đến xấu cả. Họ chỉ có một số phần xấu thôi, nhưng cái phần xấu thì nó có quyền lực nó bắt em. Thì bây giờ chúng nó xa lầy. Là vì bây giờ là nhân quyền, Nguyễn Văn Tuấn không phải là con người bình thường. Là vì hai, nó cho chúng nó biết rằng là con người ta thắng là thắng trí tuệ chứ không phải thắng từ quyền lực. Quyền lực nó trong xã hội mà họ từng nói là quyền lực nó là quyền lực của nhân dân, chứ không phải quyền lực trong tay họ đã lầm. Nhưng mà khi em đã chơi, em đã đi tù rồi, bây giờ em tung lên mạng thế này toàn thế giới biết là nhân dân sẽ nhấn chìm họ. Lịch sử sẽ nhấn chìm, nhân dân sẽ nhấn chìm những kẻ đó, chứ không phải là một mình em. Cho nên cái việc làm mà rồi anh Bồng đưa em lên mạng rồi em đã thắng, em đã tiêu diệt được chúng nó tới 80%. Chứ không cần thì giờ phải lúc nó phải trả lời em từng việc cụ thể. Vì cái Đảng Cộng sản này muốn tồn tại không là uy tín. Mà em đánh mất uy tín rồi thì còn cái gì mà tồn tại nữa. Nếu cả sau 3 tỉnh mà như thế này thì Đảng này còn ý nghĩa gì đó với dân tộc nữa.
Cho nên là cái đảng này là hiện nay là tất cả từ bộ chị mà trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam thì 83 năm qua chưa có một con người nào dám tố cáo vào bộ chính trị cả. Nhưng duy nhất có Nguyễn Văn Tuấn. Nguyễn Văn Tuấn đã làm một cái việc mà thời đại chưa ai làm. Là vì họ nghĩ rằng họ vào bộ chính trị, họ là ông vua, họ là những ông người bất khả xâm phạm, họ ngồi trên luật pháp. Nhưng mà Nguyễn Văn Tuấn đã tấn công. Nguyễn Văn Tuấn đã tấn công trực diện, tấn công một cách công khai, tấn công một cách văn bản. Tuấn Tuấn dũng cảm và sẵn sàng bước vào tù với khi khách hiên ngang. Chứ không phải là họ bắt Nguyễn Văn Tuấn, họ dùng quyền lực họ bắt. Là họ thắng, mà là họ thua Nguyễn Văn Tuấn. Cũng như Hồ Chí Minh nói là thân thể ở trong lao, tinh thần ở ngoài lao. Bắt Nguyễn Văn Tuấn rồi, nhưng bố Nguyễn Văn Tuấn ở ngoài vẫn tiếp tục gửi đơn. Cho nên họ đã thua, và bây giờ họ xẹp như con rán. Chứ không phải là họ thắng như trước khi bắt Nguyễn Văn Tuấn. Xin lỗi bác, là em dám nói như vậy với bác ạ. Tôi đồng ý với chúng ta Nguyễn Văn Tuấn như thế này này. Lâu lâu thì ông cho tôi gọi là cái quân hàm của ông tí cho nó ngoài. Dạ vâng ạ, xin chào ạ. Dạ. Chiếm đất, chiếm thành. Mà không chiếm được lòng dân thì chẳng chiếm được cái gì cả. Đó là lời của ông Tôn Tử ông nói đấy. Dạ, Tôn Tử nói dạ. Chắc chắn như vậy. Chiếm đất, chiếm thành Sài Gòn, chiếm đủ thứ thưa chúng ta. Bởi vì tôi sợ dạ. cái mùa thu tháng 8 lắm thưa chúng ta. Lúc đó chúng ta chưa sinh ra đời. Vâng. Thủ mua mang cạnh người 68 năm cái còng số 8 mà. Ông có nhắc đến một cái người trong cái lá đơn của ông ấy. Mà dạ. Hình như là tôi không biết là viên chức này đang được dân bỏ tiền cho đi Hoa Kỳ đi chơi, đi mua vui. Nguyễn Xuân Phúc. Dạ. Nguyễn Xuân dạ. Phúc là một trong những người ông nhắc đến đến trong cái lá thư của ông. Dạ. Cũng có một người bạn trẻ nữa mà tôi không biết là chúng ta Nguyễn Văn Tuấn có biết đến hay không, đó là kỹ sư Lê Anh Hùng. Dạ. Kỹ sư Lê Anh Hùng là một người rất là trẻ. 30 mấy chưa đến 40 tuổi, tố cáo phó thủ tướng Hoàng Trung Hải là người buôn lậu thuốc phiện và hiếp dân gái vị thành niên và giết đi, và trong đó có cả ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Và chính cái lá đơn này ông kỹ sư Lê Anh Hùng đã gửi đến toàn thể nhà nước Việt Nam, nhưng qua ngay cả ông Dương gì đó, ông dân biểu ở Biên Hòa, tôi họ gì họ Dương gì tôi quên mất rồi. Mấy ông đó tôi cũng cần nhớ làm gì. Gửi cả qua cái ông dân biểu ở Biên Hòa, thì có nghĩa là cái lời tố cáo của ông trung tá Nguyễn Văn Tuấn cũng như kỹ sư Lê Hùng nó có ký. Và như kỹ sư nói, kỹ sư sẵn sàng bỏ tù, thân trong tù nhưng mà tâm thần ở bên ngoài. Người ta xử ông về cái tội chống đảng mà có 4 năm sao nhẹ vậy, rồi sau này xuống còn có 2 năm sao nó nhẹ vậy ông thưa chúng ta. Dạ. Em nói về Nguyễn Xuân Phúc á, thì hắn ngu đến cái mức như thế này nè. Hắn nói một cái vụ ông Hoàng Thế Mích á, là giải quyết 8.000 m2 thì kia chỉ giải quyết có 1.000 đến 1.100 thôi, 8.000 hợp pháp mà đây có 1.100 thôi. Em mới hỏi tại sao như vậy, em bảo chỉ đền thế, không đền thế thì không đồng ý thì ra tòa. Em mới hỏi hắn là nếu ra tòa thì tòa là của ai, cái Đảng Cộng sản nó có chỉ huy được tòa không? Thì hắn tịt. Thì em mới nói một cái câu trong cái đơn 19 á, là không biết bộ chính trị làm sao mà đã dắt con bò đực từ Quảng Nam ra nhét vào bộ chính trị như vậy. Thì nó tức nó ra lệnh bắt em đó. Thì nói chung thì chúng nó dốt lắm. Bây giờ cái đảng này nó tự vỗ ngực là thế này khác, nhưng mà rất nhiều những thằng dốt nó cơ cấu chứ nó không bầu, nó bầu những đám nó dốt hết à. Là vì nó dân chủ nó không có, cho nên là bây giờ đang hô hào dân chủ nhưng nó chỉ là cửa miệng thôi. Nếu mà hô hào dân chủ theo kiểu thì ai bầu? Cho nên em mới nói là em mới dùng từ chó đẻ. Thì giáo sư Trần Quê mới nói là sao cháu dùng cộng sản từ cộng sản chó đẻ. Em mới nói là thì bây giờ thì họ là bộ chính trị thì đương nhiên họ là cộng sản rồi. Mà bây giờ cái hành động của họ như vậy thì có phải chó đẻ không? Nó còn thối hơn chó đẻ nữa chứ bác. Nếu bác tìm được cái chữ nào mà hay hơn cái từ chó đẻ thì bác nói cho cháu để cháu mua bản quyền của bác thì cháu đưa vào đơn. Bác Trần Quê cười. Yeah. Bác Trần Quê mới nói một câu thế này. Bác đi, tôi đã đi dự cái hội nghị của Phương Đông, rất nhiều người giáo sư tiến sĩ các nước, người ta mới hỏi tôi là chủ nghĩa cộng sản Việt Nam. Thì tôi có nói một câu rất là xa nhưng mà rất là gần. Là nếu có ông hỏi tôi thì tôi xin trả lời thế này. Chúng tôi sẵn sàng hất đổ chậu nước bẩn, nhưng không nên hất đổ cả đứa trẻ trong chậu nước bẩn đó. Thì câu nói rất là triết lý nhưng mà rất là xa và rất là gần, rất khó hiểu. Thì em thì tầm em thì là con cháu của bác Trần Khuê thôi, thành ra bác Trần Khuê nói thế thì em biết thế, nhưng em có biết một cái đơn số 19 á.
Thế và em có nói một câu thế này, đến những người buôn cá ở chợ Vũng Tàu, khi họ ý thức được rằng một đồng xu họ nộp thuế cho nhà nước để xây dựng đất nước mà bị cái bọn ăn cắp, bọn giả danh cộng sản ăn cắp đi, cho nên họ thấy Nguyễn Văn Tuấn viết đơn là họ bỏ ra lời có 50.000, họ 50.000 tiền lời, họ bỏ ra 20.000 photo tài liệu để coi Nguyễn Văn Tuấn. Thế mà tổng vụ bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận hàng nghìn của đơn của Tuấn mà không coi, thì tức là sự so sánh giữa một tổng bí thư với một người bán cá chợ thì không ý thức với dân tộc không bằng người bán cá chợ. Em có so trong đơn số 19, trên đơn 19 thì viết rất đau. Em gọi là em nói thẳng một cái câu là hành pháp thì ngu thì bộ chính trị xuống, còn tư pháp thì đổi đều cáng và khốn nạn thì làm sao dân sống sao nổi. Thì em lấy dẫn chứng cụ thể thì nó mới tịt. Em lấy từng cụ thể, cái mà em rất cảm ơn cái nghề tình báo, cái nghề công an, em là huấn luyện đào tạo thì em đã lấy cắt ở những cái tài liệu đó. Có lúc em phải mua bằng tiền để em mới có tài liệu để em đánh lại. Ví dụ như là cái công an 380 trên sân sang ký thì em phải mua bằng tiền đấy chứ, thì em mới có tài liệu để em đánh lại chúng nó chứ làm sao mà đánh nổi. Cho nên cũng rất là may mắn là có cái nhà nước này đào tạo em mấy chục năm làm công an, làm phản gián, làm tình báo, thành em có một cái nghề là nghề cắt. Nhưng mà ăn cắp những cái này để mang lại cái gì có lợi cho dân tộc thì có lẽ cũng không đáng, xấu lắm. Quý vị đang theo dõi chương trình từ cánh đồng mây, được phát thanh đi từ Đài Sài Gòn, Dallas 1600 AM, và đang được truyền hình trên đài SBTN của Dallas. Trên đường dây hội thoại với chúng tôi là, tôi không biết bây giờ ông là vẫn là trung tá công an hay cựu trung tá công an, Nguyễn Văn Tuấn. Ngồi trong tù có mấy vần thơ rất là oai hùng, rất là kiên cường. Ta mặc hồn ta thay kệ cho đời, ta sợ điều nhiều, ta sợ đời nhiều gành lắm thác, tìm chưa được nước đi thì đã đi tù. Những lúc trong tù lòng ta im như đá, trên mộ đồng đội ta đã rỉ máu từng ngày. Ông viết câu này có đau không? Ông viết câu này có buồn không? Dạ, cái câu này có lẽ cũng đau, nhưng mà không đau bằng cái câu của anh Nguyễn Duy. Anh ấy viết là áo rách mất lề, tượng Phật khóc, đức tin lưu lạc, thiện ác nhập nhằng, công lý nổi lênh phênh. Thì cái câu Nguyễn Duy nói là cái nỗi đau của một dân tộc. Cho nên cái câu đó có lẽ đau hơn nhiều. Cái câu của em chỉ nỗi đau của một cá nhân hoặc một vài người thôi. Nhưng mà anh Nguyễn Duy viết câu đó thì nỗi đau của một dân tộc. Đau khổ khi mà tất cả đều là những quan lại cửa hào ác bán cướp đất của dân, kinh khủng lắm. Bây giờ nếu bất cứ một người dân nào hỏi Việt Nam thì người ta bảo là đi làm cái giấy đỏ thì vô cùng khốn nạn. Cho nên là cải cách hành chính thì chúng nó cũng cải cách là cái gì cả. Cho nên đây nó là vấn đề nhức nhối của một dân tộc. Nếu mà hỏi điều tra thì cựu chiến binh người ta nói hết, khổ lắm. Khổ lắm bác ạ. Đấy thì em nói những cái ý đó. Vâng. Có những người, tôi nghĩ là chúng ta cũng biết đến ông Bùi Minh Quốc, Vượt Trường Sơn. Vâng. Cũng ở chiến trường. Em khổ lắm bác ơi, em đi làm khi em đi làm cái đất của em, đáng nhẽ thực tế cái đất của em á, nó thật với bác là 5.600 mét vuông, nó khoảng độ 10 tỷ, nhưng mà đền em có 320 thôi. Cho nên cuối cùng em phải đấu tranh, chứ thực tế mà nói, em không đấu tranh cái này thì cả cuộc đời em không có một cái gì em dồn tiền mua được có cái miếng đất không. Cho nên em đấu tranh cái này thì bây giờ nó bắt. Đấy, cho nên em khổ lắm. Nói về em cảm, em là một người cha, đẻ ra mấy đứa con, không làm đủ tiền nuôi đứa con thì cũng không xứng đáng một người cha. Mà bây giờ nó cướp của em. Nó cướp của em. Trong đó chính sách nhà nước thì nó rất rõ là đền bù cho giá thị trường, mà nó cướp em nó về 320. Thì bác bảo em sống sao nổi. Cho nên nó thật với bác ấy, em có đi trong tù, có đi vài ba lần, thậm chí em có chết chăng nữa, nhưng mà con em nó có được một cái cuộc sống thì em cũng sung sướng. Nó thật với bác nghe ạ. Cho nên cái cuộc chiến của em, bác hỏi em là có đau khổ, à cái đi tù có đau khổ không, thì em cực. Em nói thật đi, nếu em đau khổ, em sẵn sàng hy sinh tất cả để chết vì vợ con em, mà em có được cái hạnh phúc cho vợ con em sẵn sàng, bác ạ. Chứ không phải đến cái nỗi mà em phải. Nói chung mà nói, trong tù em nhục lắm bác ơi. Trở về nhiều lúc mình nói lại thì vợ con mình nó buồn rồi nó thương. Yeah. Nhưng mà nó nhục kinh khủng. Bác biết nó coi em là một tù cộng sản khi mà nó hỏi cung em. Nó nằm, nó cho em nằm ở trong một cái phòng như ra là thối. Mà em về đấy em không bao giờ em dám kể lại với vợ con em nghe. Yeah. Mà nó kể thì vợ con em nó xót, nó đau. Thành ra em nó thật với bác ấy.
nó khi nó sắn khi nó bắt em đó, nó vây 50 cảnh sát cơ động, nó khóa em ngay từ đường, nó ủi còi nó hú. Nhưng đến bây giờ có cái chứng minh thư của em nó vứt đi à? Có cái chứng minh thư của em nó vứt đi, em đang yêu cầu trả em chứng minh thư. Cho nên nó thật với bác này, tại sao ba em phải viết cái đơn đó? Đêm nào ba em cũng khóc. Khi em về rồi ba em nói là con tôi đi tù, đêm nào tôi cũng khóc. Và em trong tù nó thật với bác ấy, bây giờ ngồi kể lại cho gia đình, cho vợ con nó nghe thì nó buồn. Nhưng mà cái nhục mà em quyết tâm em ra, em cố quyết tâm em sống cho đến lúc em ra tù, nó đẩy ải em đến mức kinh khủng không thể tưởng tượng của bác. Em nói thật với bác như thế. Cho nên là không cái trên thế giới mà có cái nhà tù nào mà nó hơn cái chỗ này thì em không biết. Em khổ lắm. Cho nên cái nỗi đau của một con người bác bỏ theo đảng đến mức độ như vậy. Nha. Thì bây giờ làm sao mà em không đơn từ để em chứng minh là em là con người thế khác. Ít ra cái về cái mặt tinh thần thì em cũng lấy lại là một chút gì đó về tinh thần chứ. Con người ta sống ngoài cơm áo mặc nó còn chút về tinh thần chứ. Đi tù khổ hạnh như thế. Mà mình để cho chúng nó giờ nó ngồi nó cười. Nó cười cho lên đầu đến cổ mình. Bác bảo chịu sao nổi. Cho nên nhiều đêm con không ngủ được. Rất nhiều đêm con không ngủ được. Thế nào bác? Em không ngủ được em trằn trọc. Tại sao cuộc đời mình nó lại như thế này? Mình có gây nên chuyện không? Nếu nó không cướp đất của em, nó không ấy thì làm gì có cái chuyện này? Nhưng mà từ cái nỗi đau đó, mình mới ra cái nỗi đau của dân tộc, cái nỗi đau chung của mọi người. Thì ra tất cả đấy em đưa trong cái đơn mới biết bao nhiêu người. Tại sao cái đơn tới 48 trang là em mới nêu tất cả nó thành cách mạng đấy. Em chưa nêu dân, nếu nêu dân thì còn khổ lắm. Thì nó lại bảo em là hay là ăn hối lộ hay hết gì. Nhưng em chỉ nêu nó thành cách mạng thôi, những người đã đi cả cuộc đời cho cách mạng. Cho nên cái nỗi đau này đau lắm bác ạ. Cho nên là khi Nguyễn Văn Tuấn viết được cái đơn này thì cả Việt Nam, nước ngoài điện đến, trên thế giới điện nhiều lắm. Từ Úc, từ Mỹ điện nhiều lắm, Việt Kiều, rồi tất cả các nơi. Toàn bộ Việt Nam là các bác lão thành cách mạng, những người đã hy sinh cả cuộc đời cho cách mạng ấy, thì đều điện đến nói là chia sẻ và muốn động viên em là bây giờ hãy cố gắng mà sống để mà chiến đấu. Chứ còn nếu người khác là gục ngã đó bác ạ. Bây giờ về có những kẻ nó không biết, nó nhìn mình với một con mắt rất là khinh bỉ, đi tù về. Mà mình có nỗi nào mình có đến mức độ cho ta đâu. Nhưng mà nhiều lúc nghĩ lại thì cái cuộc chiến này là một cuộc chiến oanh liệt và một cuộc chơi tương đối là ngoạn mục của những người có trí tuệ với một kẻ có cường quyền nhưng không có trí tuệ. Và em nghĩ rằng những kẻ có trí tuệ là thắng những kẻ cường quyền nhưng không có trí tuệ. Và chính nghĩa phải thắng phi nghĩa. Đạo lý phải thắng phi đạo lý. Đấy là cái chân lý em đặt ra như vậy. Sao? Nên nhiều đêm em không ngủ được. Dạ. Sao thằng Tuấn nó ngu thế? Cứ đem dạ. Trộn nước tiểu vào cứt làm gì cho khổ thân? Dạ. Thưa bác là thôi thì ai bảo ngu cũng được, ai bảo ngu em phải chịu. Chứ bây giờ, cái ngu thì em có cái ngu riêng của em. Nhưng mà ai bảo ngu thì tôi cũng chịu, mà ai khen thì cũng không cười. Ai chê thì cũng không nản. Con đường mình đi, mình thấy có lợi cho đời. Vì đến Đức Phật bị nàng Trinh Cha nó vu cho là có bầu với nó. Mà Đức Phật còn cười cơ mà. Thì đâu mình đã có cái gì đâu mà sợ. Con tôi sinh ra. Con tôi sinh ra phải cho con đi bộ đội thay vì đi du học, du hí nước ngoài như ông Phú Trọng, như Sinh Hùng. Con tôi không chết vì đàn thù, mà chết vì quyền lực của các đồng chí. Ở bên phía anh em chúng tôi cũng có cái tâm tình không sợ đạn thù bắn trước mặt, mà sợ các đồng chí đâm sau lưng, thủ tiêu sau lưng. Ngày xưa chúng ta Nguyễn Anh Tuấn cũng học cái câu, tôi nghĩ là chả cần phải học đâu, đồng dao mình nghe ngoài đường. Không có ai sướng ba họ, không có ai khổ ba đời. Tôi thấy ông theo đảng Cộng sản, nhà ông đang khổ ba đời đấy. Tôi thì sống phải sống chung với lũ chứ biết làm sao nào bác. Bây giờ ở miền Tây thì con kiến cũng phải biết tìm những cái chỗ cao này để mà cho nó khỏi rột, nó phải cuốn đi thôi chứ biết làm sao bác. Theo cũng khổ mà không theo cũng khổ, chứ không phải những người theo khổ mà những người không theo cũng khổ. Cho nên là thôi thì cái khổ nó cái sướng á, thì theo Đức Phật nói á, thì nó là cái quan niệm của con người ta. Thế nhưng mà trong cái lời dạy của Đức Phật á, thì là tâm bất tịnh pháp tâm bất tịnh thân bất tịnh tâm vô thường pháp vô ngã thọ thì khổ, tức là càng sướng thì lại càng khổ, tức là càng
càng ăn uống sướng càng sướng như chúng nó, trà lầu xe hơi thì có khi lại càng khổ. Thực Phật dạy thế hả bác? Nhưng mà cái tinh thần thì em không có khổ. Đấy, em được các bác gọi gọi điện hỏi thăm thế này là em sướng như đấy là đâu có khổ đâu. Hoài lắm. Chúng ta Nguyễn Đình Tuấn đang nói tâm tình đi trên toàn cầu. Và nếu mà ngày mai người ta có mời, công an nó có mời chúng ta lên làm việc, cho tôi cái số điện thoại của họ hoặc là cho cái số điện thoại của tôi, chúng ta có rồi để họ làm việc, họ lên trên đài này nói chuyện với nhau cho vui. Chúng ta có nhắc đến những cái chữ mà tôi rất là tâm đắc với ông, đó là đối với tôi, chúng ta là con người Việt Nam thân mến nhau, con người xứ Nam Định. Vâng. Chúng ta nói chuyện với nhau bằng trí tuệ và lương tâm của dân tộc. Vâng, vâng. Những cái đám... những cái đám mà chúng ta nói ấy, nó nghĩ là nó là đỉnh cao trí tuệ. Cao trí tuệ của nó, phải nhớ rằng có một cây cỏ, đó là cây cỏ Nguyễn Văn Tuấn. Còn mọc cao hơn cái đỉnh cao của nó cơ mà. Vâng. Dạ thưa bác thì thế này này, em thì chiều nay em có hai vợ chồng em đi trên xe, thì có thấy bác đi ăn. Thì bác vào tối về bác cái tâm tình, thì em mới rất cảm ơn cái đó. Mà ít có những người, những cái tầng lớp trí thức như các bác nói chuyện với em một cách tình cảm như thế thì nói chung là hiếm. Là vì thế này này, tất nhiên vợ con em thì nó cũng chưa bao giờ nó khổ, thành ra nó không nghĩ khổ được nhé. Thế nhưng mà thực tế mà nói, khi mà người ta khổ bao nhiêu á, cái khổ của con người có trí tuệ thì nó không phải là vật chất, mà cái khổ về tinh thần. Bác ạ. Cho nên là nếu mà có những con người mà trí thức như các bác tiến sĩ ấy mà, thì điện cho em thì quý lắm. Em có thể qua cái cuộc nói chuyện này em có thể sống khỏe hơn, rồi lo cho gia đình tốt hơn và sống tốt hơn và có trí tuệ minh mẫn hơn, chứ không có cái gì cả. Bác ạ. Tôi đồng ý lắm thưa chúng ta Nguyễn Văn Tuấn. Vâng. Điểm chung của suy nghĩ của chúng ta với tôi là những người lãnh đạo Cộng sản trước đây và bây giờ là những người được lãnh đạo bởi sự mù quáng, và cái sự mù quáng của họ lãnh đạo cả một dân tộc, đưa vào cái khốn nạn của dân tộc ngày hôm nay. Chủ nghĩa Cộng sản không ưu việt như họ tưởng ngày xưa, mà chỉ là một sự nhảm nhí đấm máu. Chúng ta vào những cái phút chót của chương trình từ cánh đồng minh ngày hôm nay, tôi còn nhiều điều tôi muốn hỏi chúng ta sẽ có dịp khác để hỏi thăm về cái công việc công an của chúng ta. Công an giết người, công an đánh người, công an đập đầu người, tôi biết ông có làm hay không, chắc chắn ông không làm rồi, nhưng mà có dịp khác chúng ta sẽ làm và chúng ta sẽ tâm tình với nhau thêm. Bây giờ chúng ta vào giờ phút chót của chương trình từ cánh đồng minh ngày hôm nay rồi. Tôi dành lại một đôi phút nữa, chúng ta có cái điều gì tâm tình với tất cả mọi người Việt Nam trên toàn cầu đang nghe trực tiếp truyền thanh của chương trình từ cánh đồng minh đi qua đài Sài Gòn Dallas 1600 và diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam. Chúng ta nói đi, tôi nhường máy này cho chúng ta nói đó. Dạ. Tôi ngay cái tuyên ngôn độc lập của Hồ đã dạy rồi, là con người ta sinh ra để có quyền tự do bình đẳng, quyền mưu cầu hạnh phúc. Ngay tuyên ngôn độc lập, nhất là ngày 29 của Hồ đã tuyên ngôn. Nhưng bây giờ tôi nhìn lại tôi thì tôi có quyền tự do không? Tôi thấy tôi có những quyền tự do nó trong ảo vọng, chứ không có quyền tự do. Bây giờ tôi nói lên sự thật thì phải bảo vệ tôi, phải làm rõ sự thật thì mới là quyền tự do của tôi mới được bảo được là trên hệ thống. Chứ cái quyền tự do của tôi mà bây giờ tôi được quyền tự do, tôi nói đúng sự thật lại bắt tôi thì đấy là gọi là tự do. Mà khi đó trong cái đó những quyền tôi nói là quyền con người được ghi trong hiến pháp của cái nước này, chứ không phải là tôi nói ngoài cái hiến pháp. Cho nên cái chuyện bắt tôi là hoàn toàn vi phạm nhân quyền. Mà bây giờ dù có thế nào chẳng nữa, có bảo thủ thế nào chẳng nữa, cũng phải nhận ra là các ông đã vi phạm nhân quyền. Và phải thông báo, phải trả tự do, phải trả lại sự trong sáng cho tôi, là con người không có tội chống các ông. Tôi đâu có chống các ông làm gì. Các ông không mất uy tín, tự do sụp đổ thì tôi phải chống. Nhưng mà các ông tham nhũng thì lấy đi đồng tiền nước mắt, đồng tiền mắt gạo của nhân dân. Thì tôi không bao giờ tôi chịu được và tôi không bao giờ tôi tha thứ. Và chính các ông mới kêu gọi tôi chống tham nhũng, chứ phải tự tôi định địa để tôi chống tham nhũng. Bây giờ bắt tôi thì phải trả lại sự công bằng cho tôi, là tôi không có tội chứ. Tôi không có tội thì bây giờ phải trả sự công bằng cho tôi, thì minh oan cho gia đình tôi nữa chứ. Chứ đâu phải là vợ con tôi nữa chứ, còn đời con đời cháu tôi nữa chứ. Thế bây giờ thì tôi cũng không phải tôi sợ về cái chuyện là người ta cười tôi đi tù hay người ta cười tôi thế này thế khác. Nhưng mà dù sao chăng nữa tôi làm việc đúng. Mà tôi bị bắt đi tù thì nó có thể trả lời một cái câu là những kẻ tham nhũng lại bắt những kẻ tố cáo tham nhũng đi tù.
thì còn chống tham nhũng cái gì ở cái xã hội này nữa, ai dám chống tham nhũng nữa. Cái đó là cái đau cho mà dân tộc chứ, tức là một cái trò lừa bịp. Nếu đúng không giải quyết cho tôi thì hoàn toàn một lừa bịp, hoàn toàn là lừa đảo, là mị dân, mà phải trả tự do, phải trả cho tôi sự trong sáng, và phải trả, phải phục hồi cho tôi cái quyền công dân của tôi, cái quyền làm người của tôi, cái quyền tự do của tôi được ghi trong hiến pháp, chứ không thể như thế này được. Đó là một cái chân lý mà tôi sẽ đấu tranh đến cùng. Tất nhiên trong cuộc đấu tranh này thì cũng rất nhiều người trong gia đình tôi không đồng ý, nhưng mà bây giờ chân lý, tôi đi theo cách mạng bằng hơn 40 năm trời, tôi có làm cái gì sai đâu. Thì bây giờ tôi làm cái việc đúng, họ cứ gọi làm thì họ lại bắt tôi là sao? Bắt tôi thì bây giờ bắt sai thì phải, dù có vi phạm nhân quyền thì cũng phải trả lại sự trong sáng cho tôi. Phải nói là họ đã vi phạm nhân quyền để tuyên bố với thế giới, với nhân dân rằng là ông Tuấn đấu tranh bảo vệ quyền lợi của nhân dân, bắt vừa qua là sai, là vi phạm nhân quyền. Lúc đó tôi mới có thể suy nghĩ là dừng ở mức độ như thế nào. Còn đối với tôi thì bây giờ cha con tôi cứ xông lên, cứ phía trước mà tiến, thì họ không thể là lấy cái bàn tay họ che cả mặt trời được. Trong anh tanh nó một câu thế này này: khuất phục trước uy quyền là kẻ thù của chân lý. Tôi không bao giờ khuất phục trước uy quyền. Chân lý là chân lý, uy quyền không có cái gì mà đáng sợ cả. Uy quyền là của nhân dân, chứ không uy quyền của một kẻ nào đó, cho nên tôi không sợ. Đấy thì tinh thần cuối cùng là tôi có một cái lời nói cuối cùng là thế này: tôi sẽ đấu tranh đến cùng để chứng minh rằng họ đã vi phạm nhân quyền đối với tôi, và đối với bao nhiêu người khác tôi không biết, nhưng đối với tôi là họ vi phạm nhân quyền. Xin thưa hết ạ. Cảm ơn chúng ta Nguyễn Văn Tuấn. Trong gần một tiếng đồng hồ chúng ta đều có một cái tâm tình với nhau là trăm năm biết được mấy lần, mai đây bóng xế có còn gặp nhau. Những việc xảy ra trong nước với chúng ta, với 80 triệu người dân cầm nắm đất trong tay đi. Đất này là nơi chôn nhau cất rốn mà. Đất này là nơi an nghỉ của hàng ngàn liệt sĩ của Việt Nam. Đất này là nơi an nghỉ của cha mẹ anh em của chúng ta, của tôi, làm sao mất được. Kẻ nào khốn nạn, đảng nào khốn nạn bán đất nước này cho ngoại lai, chỉ bị lùa hết vào một trại tập trung như ngày hôm nay. Tất cả chúng ta mới thực sự yêu thương nhau. Dầu đằng trước kia chúng ta ở phía bên kia chiến tuyến, tôi ở phía bên này chiến tuyến. Tại sao cả 80 triệu người dân ngỡ ngàng? Sao dân tộc Việt Nam mình lại kẹt cứng vào cái hoàn cảnh này, thưa chúng ta Nguyễn Văn Tuấn? Nhưng mà cũng tốt thôi. Chỉ bây giờ hoàn cảnh này mình mới cần nhau. Tôi hỏi chúng ta. Mọi sự việc rồi sẽ qua đi. Chắc chắn sẽ qua cơn bĩ cực. Quê hương Việt Nam chắc chắn sẽ tới hồi Thái Lai, phải không chúng ta? Qua cơn bĩ cực tới ngày Thái Lai. Trăm năm biết được. Trăm năm biết được mấy lần. Ngoài đây bóng xế chắc còn gặp nhau, chúng ta còn gặp nhau mà. Dù có còn hay không, nhưng mà lúc nào trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây chúng tôi cũng rất là quý mến những cái điều tâm tình, rất là chân thành của một người yêu nước, yêu quê hương, yêu gia đình với chúng ta. Chúng tôi mong mọi sự an lành với chúng ta, lúc nào chúng ta cũng như tôi. Chúng ta luôn luôn khoác trên vai là người Việt Nam oai hùng, con cháu của Đinh Lý Lê Trần, con rồng cháu lạc. Thay mặt cho toàn thể anh chị em chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn chúng ta Nguyễn Văn Tuấn đã đến với chương trình một tiếng đồng hồ, và chắc chắn chúng tôi sẽ trở lại với ông trong những ngày gần đây. Chúng tôi cũng xin cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Quỳnh Như, đài radio Sài Gòn Đà Lạt 1600, đài truyền hình ABTN của Đà Lạt Tắc Sát, anh Tân Mám, anh Việt Hải, anh Việt Châu thuộc diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình đi toàn cầu. Cho đến gặp tới trong tâm tình người Việt Nam, con lạc cháu hồng trên khắp bốn phương trời. Chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt quý vị. Xin chào tạm biệt trung tá Nguyễn Văn Tuấn. Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và trung tá công an Nguyễn Văn Tuấn. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba lúc 6 giờ chiều. Mến chúc quý vị một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán giả trong chương trình kỳ tới.
anh ra đi mang theo ngậm ngùi. Có anh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, yêu không gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ lòng tâm khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hải quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, nhiều công gió nhìn trời thân yêu anh bay xa mãi. Từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà, anh ra đi chưa quên vòn trời, anh ra đi mang theo tình người. Vút đường mới ôi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy. Khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui. Dừng lại mùa vui.